Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tháng nữa, tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, những cánh đồng lúa chịu hạt sẽ chín vàng, thơm ngát. Đó cũng là thời điểm Nghĩa Đô tổ chức hội cúm, một nét văn hóa độc đáo được người dân lưu truyền, này đã trở thành sự kiện và là điểm nhấn cho mùa du lịch ở địa phương. Hiện tại, người dân nơi đây cũng đã sẵn sàng đón khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và các sự kiện trong mùa du lịch tới. Tự hào với vẻ đẹp thanh bình của quê hương, những ngày này, rất nhiều chị em phụ nữ Nghĩa Đô thường cùng nhau đến các điểm homestay trong xã hoặc những địa điểm có cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn, thu hút để chụp cho nhau những bức ảnh đẹp đăng lên trang mạng xã hội với mong muốn quảng bá cho du khách gần xa biết đến vẻ đẹp của Nghĩa Đô. Em muốn giới thiệu cho những du khách là những mùa lúa như là lúa đang thành lúa xanh và chín để cho những du khách đến tham quan như là check in những điểm đẹp nhất là vào thời điểm là bây giờ. Xã Nghĩa Đô hiện có khoảng 30 hộ đủ điều kiện làm dịch vụ homestay đón khách, sẵn sàng chào đón du khách đến với địa phương. Các hộ tham gia làm dịch vụ homestay ở Nghĩa Đô cũng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để vừa lòng khách đến. Chú trọng trang trí không gian xanh sạch đẹp, kết hợp trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống và giới thiệu tới du khách các sản phẩm nông sản của địa phương. Phòng ăn ngủ nghỉ đều có chuẩn bị cho khách đầy đủ. Nếu khách đến thì gia đình tôi sẽ sẵn sàng tiếp đón khách về chuẩn bị ngày lễ mùng 2 tháng 9. Ngoài thứ hai nữa thì Nghĩa Đô nói chung và tất cả các gia đình homestay nói riêng gia đình tôi ấy thì cũng đã làm cái điểm check-in để cho khách về có khách chụp ảnh này, check-in về đồng lúa này. Thì gia đình chúng tôi chuẩn bị thứ nhất là về vấn đề khâu vệ sinh thật là sạch sẽ. Thứ hai về vấn đề là chỗ ăn chỗ nghỉ phải gọn gàng. Về vấn đề phải an toàn thực phẩm để đón du khách thập phương đến với lễ hội cốm ở xã Nghĩa Đô. Thời gian qua, chính quyền xã Nghĩa Đô luôn quan tâm gắn bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch bền vững. Nhờ đó góp phần mang lại lợi ích to lớn trong thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương cũng như nâng cao đời sống của người dân. Công tác chuẩn bị ở địa phương tôi thì chủ động là chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, chỉ đạo hội viên, đoàn viên, thanh niên, lại tuyên truyền vận động đến nhân dân. Công tác chuẩn bị từ công tác vệ sinh, môi trường và công tác chuẩn bị các điểm check-in để đón các du khách để chuẩn bị lễ mùng 2 tháng 9 và cũng đồng thời là cũng chuẩn bị giải bông lúa vàng tại xã Nghĩa Đô và sau đó thì chuẩn bị công tác là lễ hội cốm. Xã Nghĩa Đô hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển du lịch, hiện đã được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, là địa phương đạt giải thưởng Homestay ASEAN. Các hoạt động bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống được duy trì, môi trường cảnh quan ngày càng được chăm chút sẽ góp phần thúc đẩy du lịch bền vững, đảm bảo thương hiệu Nghĩa Đô xanh ngày càng phát triển.